Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, tiếp tục chia sẻ niềm đam mê bất tận về thế giới cây kiển. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 7 2020, năm Thu lại để đến cái điểm bán mai vàng quen thuộc. Các bạn, đây là điểm bán mai vàng của anh Tám Bonsai, tọa lạc tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thân mến, thì Năm Thu chỉ làm bếp chia sẻ cho các bạn mọi liên lạc. Các bạn gọi trực tiếp cho anh Tám theo số điện thoại là 0903175207 các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh chàng Tám quen thuộc để Tám báo giá với các bạn một số giống mai mà Tám mới vừa nhập về. Tám ơi, Tám đâu rồi? Dạ đây, ông đây. Hello, chào em trai. Dạ, chúc ngày mới vui vẻ. Xin chào anh Long. Dạ, xin chào tất cả anh chị em và các cháu nha. Hôm nay Tám có về những giống mai cũng quen thuộc. Cái phương thức của Tám bán hàng là Tám ship miễn phí ha. Bao ship miễn phí, bao ship toàn quốc luôn ha. Coi như là cây thì sau khi mình đã thỏa thuận trên cái chậu rồi là ra tới nơi là anh em chỉ trả đúng số tiền gì thôi ha. Nói chung là cây lên màn hình sau thì giao như vậy. Dạ. Đồng thời là Tám thì bao ship toàn quốc. Cũng trên nói luôn là Tám sẽ gói luôn chậu luôn cho anh em ha. Để chậu luôn cho anh em chơi. Rồi. Tám năm nay là nó chẳng hạn như cây dảo này là dảo đọt đỏ. Tám xin nhắc lại là dảo đọt đỏ chứ không phải là cúc đọt đỏ. Thì cái cây này là một cái giống mới, thì cái bông nó cũng rất đẹp. Thì mọi người cứ sạc trên Google hoặc là trên YouTube người sẽ thấy ha, bông nó đẹp lắm. Thì cái này là giống mới, đâm ra thì nơi bán họ bán mình cùng cái giá nó cũng có hơi cao. Tám lấy cái giá tại vì Tám thấy này giống mới, đâm ra lấy về nó chỉ cho anh em thay đổi là có giống rồi chơi. Đó. Cái giá này là nó cũng hơi cao. Khi Tám về thì người ta bán nó bằng cái chậu nhựa nha, chứ không phải chậu gì đâu. Về phải thay chậu nè, phải thay chậu rồi cộng tiền ship này nè, tâm ra nó có giá thành nó lên là cái giá lên cũng là 600 mấy một cây. Rồi, thì okay. Mong anh chị em cân nhắc lựa chọn ha, ủng hộ dùm cho Tám, chứ Tám không hề muốn bán cái giá cao đâu. Chẳng hạn như mấy cái đợt trước thì Tám bán cái cây cũng có 300-400 ngàn, thì Tám lấy rẻ Tám bán rẻ, còn Tám lấy giá cao Tám bán hơi cao chút, mong anh chị em thông cảm. Giá lại cái chơi cây kiển này á, thì khi người ta nói cây người ta thích thì bao nhiêu tiền người ta cũng mua, mà khi người ta không thích á thì cho không ta không lấy, thậm chí người ta còn chửi nữa đó. Đúng rồi, nó nghiệt ngã là cho đó thôi. Rồi và trường hợp mà khách mà đến tiệm mình mua, đến shop mình mua thì em có giảm giá tiền ship không? Dạ có, cái đó là chuyện rõ ràng không? Rồi, rõ ràng. Ai đã tới đây thì đương nhiên là cái giá sành nó sẽ thành xuống, chẳng hạn cây nhỏ thì mình bớt ít, cây lớn mình bớt nhiều chút. Rồi, ok ha, cứ thống nhất như vậy đi. Thôi, chúng ta bắt đầu làm việc. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 2020. Cái thông điệp của Tám là Tám muốn là khi mà Tám thay chậu xong xuôi Tám gửi về, để khi anh em về anh em mua. Về tới nơi là anh em chỉ có đem xuống chăm sóc bón phân và vô tưới nước là chơi thôi, không cần phải suy nghĩ là mình phải đi thay chậu, đi mua chậu về thay ha. Rồi bây giờ là cây số 1 là cây dảo đọt đỏ, báo cáo thông số. Rồi cây dảo đọt đỏ này có cái hoành là 9, cao 50 và ngang 35. Rồi có giá là 680 ngàn. Được, chào giá là 680 ngàn. Cây số 1 để đẹp ha. Rồi ok, xin mời em kế tiếp. Rồi em số 2 giống gì đây? Em số 2 này cũng là dảo đọt đỏ. Tám xin nhắc đây là dảo đọt đỏ chứ không phải là cúc đọt đỏ nha. Cái này là giống mới, bông luôn đẹp lắm. Khi nó ra nó non, nó sẽ ra màu đỏ, mình nhìn mình thấy cũng mắt nữa. Rồi em số 2 này có hoành 11, cao 55 và ngang 35, cũng có giá là 680 ngàn. Rồi xin mời em khác. Em
Các bạn lưu ý hôm nay lô hàng được chờ vé vào ngày 8 tháng 7. Mọi liên lạc các bạn gọi trực tiếp cho anh Tám. Năm Thu chỉ làm tiếp chia sẻ, không tham gia mua bán các bạn ha. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn, em số 3 cũng là mây dảo đọt đỏ. Rồi em số 3 này có cái hoành 10 cao 60 và ngang 45. Rồi em số 3 này cũng được chào giá là 680.000. Rồi anh chị em cân nhắc ha, như là sự lựa chọn cũng là cũng là anh chị em. Rồi. Con được ủng hộ 18 nha. Sự lựa chọn cuối cùng vẫn là của các bạn. Đây là cái thời điểm mai rất là rẻ. Các bạn nên, nếu có điều kiện thì các bạn nên mua vào cái thời điểm này. Vài tháng nữa thôi là giá mai nó sẽ lên dùng dục. Gần càng cận Tết thì mai càng lên tăng giá. Rồi, xin mời em khác. Cây kiển này nhiều khi đi ship người ta nó cũng vui lắm không? Có nhiều anh á. Vui là vui sao, kể nghe coi. Rồi cái này là cây dảo đọt đỏ luôn ha. Đây là cây số 4, có cái hoành 10 cao 55 và ngang 40. Có nhiều anh á thì chơi cây á thì thích rất là chơi cây. Nhưng mà chỉ sợ mấy chị nhà là ba cầm rạp không? Thì dạ, đến ship cây đến nơi rồi không cho vô nhà. Đứng trước. Rồi đứng trước xong xuôi là lấy tiền trả xong xuôi là lột cái giấy cho bố để cho vô mấy chị thôi. Ngược lại cũng có mấy chị phải là thích chơi cây, cũng mua cây nhưng mà cũng không muốn cho mấy ông chồng lè nhé. Thì nói như thế. Hai vợ chồng cùng yêu cây đó là một điều đáng mừng, nhưng hai vợ chồng yêu cây thì cái nhà không có chỗ để mà đi vô, trồng cây kín lối đi luôn đúng không? Rồi cây số 4 này có hoành 10 cao 55 và ngang 40, cũng chào giá là 680.000. 680.000. Thì bởi vì khi mình thích thì giá nào mình cũng mua, các khi người không thích thì cho họ không lấy, thành ra mình lấy một cục tiền đi mua một cái cây về thì bà xã hay là ông xã càm ràm, đó là cái chuyện tất nhiên, khó tránh khỏi. Nhưng mà chúng ta sẽ biết luồn lách ha, luồn lách làm sao mà thỏa mãn được thú đam mê của mình và đồng thời làm cho vợ nhà vui vẻ là ok rồi. Rồi tiếp tục chia sẻ với các bạn. Cây này là cây số 5, cũng là cây dạo bọc đỏ ha. Cây này cũng một đế hơi đẹp nha. Cũng có cái nhiều cái cũng vui lắm. Đi có ông phái chơi chim mua con chim 10 triệu về, vợ hỏi nhiêu nó có 2 triệu thì sao. Cái cây số 5 này có cái hoành 10 cao 60 và ngang 40. Cái cây là chuyện nhỏ, cái người mê chim. Báo cáo thông số rồi, thông chưa không? Rồi thông số rồi, hoành 10 cao 60 và ngang 40 cũng có giá là 680.000. 680.000. Rồi ok, xin mời em khác. Thật ra cái cây nó lớn cho tiền bạc đâu bao nhiêu, con chim nó nhỏ xíu tiền mới lớn tám ha. Chim mất tiền lắm á, mười mấy triệu, 20 triệu con chim chích chòe hay là con chim chấp màu bé tí mất rất tiền. Khi đã đam mê rồi, bao nhiêu họ cũng luôn. Khi họ không thích rồi cái cho họ cũng chẳng thấy. Cái cây này thì nó cồng kềnh, nó to, nó cồng kềnh, nó chiếm nhiều diện tích. Bởi vì khi mà chơi cây thì thông thường đa số là các bạn cân nhắc để mua là không phải để về tiết tiền, mà vì là nhiều lúc cái nhà mình nó quá nhiều cây rồi phải không? Dạ. Thích thì có thích mà là không biết đặt chỗ nào, đặt chỗ này thì bỏ em kia đi, em nào cũng tiếc, là lưỡng lự thì như thế thôi. Rồi bỏ có thông số em. Rồi cây số 6 này có hoành 11 cao 50 và ngang 35. Rồi ok. Được chào giá 680.000. Rồi. Cứ thấy chơi chim là gọn nhất, móc con chim lên cái xong đúng không? Bỏ trong cái lồng tiêu tiêu, còn cái cây này này, chim khỏi phải tưới, cây phải tưới mỗi ngày, nuôi chim khỏe hơn nuôi cây nhiều đúng không Tám? Nói vậy chứ mọi người đổ xô mua chim không mua cây của Tám, cho Tám chết quá. Thôi em chuyển sang bán chim, anh Năm làm quảng cáo miễn phí cho. Rồi cây số 7 này có cái hoành là 11 cao 55 và ngang 50. Cao 55 và ngang 50 đó. Em này cũng là em dạo đọc cỏ. Rồi. Cũng có giá là 680.000. Rồi 680.000. Nó ra cái đọt non ra màu đỏ đẹp lắm mọi người. Ra màu đỏ. Rồi ok.
quả bạch mai ha. Tiếp tục chia sẻ các bạn, đây là mấy em bạch mai. Cái này cây số 8, là một quả bạch mai. Rồi cây bạch mai số 8 này có vành 11, cao 42 và ngang 42. Dạ được chào giá là 600 ngàn. Giá là 600 ngàn. Rồi, xin mời ông khác. Rồi, em này là em số 9. Em số 9 này cũng là bạch mai. Có cái vành 10, cao 40 và ngang 35. Rồi, cái này Tám xin nhắc lại đây là cái giá báo đây là đã có bao ship rồi nha mọi người. Đã tính tiền ship lên đây. Rồi. Tám xin gửi chậu luôn cho anh em ha. Về chứ mình cứ thế mình chăm thôi chứ mình phải là lúng túng phải đi mua chậu hay chậu rồi. Rồi, okay. Cao 40 và ngang 35 được chào giá là 600 ngàn, cây số 9. 600 ngàn, rồi ok, quá rẻ luôn ha. Tiếp tục. Rồi, đây là cây số 10. Cũng là bạch mai. Và có thông số. Rồi, cây số 10 này có cái vành 10, cao 55 và ngang 45. Rồi, cũng được chào giá là 650 ngàn. 650 ngàn. Rồi, ok. Rồi, cây số 11 này cũng là bạch mai ha. Bạch mai, cây này có cái vành 9, cao 55 và ngang 40. Vành 9, cao 55 và ngang 40. Và được chào giá là 650 ngàn bạch mai. Rồi, ok, xin bạn khác. Rồi, em này là em số 12 của bạch mai. Rồi, em số 12 bạch mai này có cái vành là 9, cao 52 và ngang 45. Cao 52 và ngang 45. Rồi, ok. Có giá là 700 ngàn. Em số 12 có giá 700 ngàn. Số 13. Em số 13 này là bạch mai luôn. Em số 13 này có cái vành là 11, cao 50 và ngang 50. Và được chào giá. Em số 13 này được chào giá là 750 ngàn. Rồi, ok. Em số 14 cũng là bạch mai. Rồi, em số 14 này có cái vành là 12, cao 40 và ngang 45. Vành 12, cao 40 và ngang 45. Em số 14 này là bạch mai. Được chào giá 750 ngàn. Rồi, ok. Tiếp tục chia sẻ với các bạn em số 15, phải không? Em số 15 cũng là bạch mai. Mai. Em số 15 cây bạch mai này có vành là 11, cao 40 và ngang 45. Rồi, ok, được chào giá là được chào giá là 750 ngàn. 750 ngàn.
Các bạn thân mến, lô hàng được báo giá vào ngày 8 tháng 7 2020. Tiếp tục chia sẻ với các bạn, em số mấy đây? Em số 16. Em giống này giống gì đây? Em số 16 này là cúc bi. Cây zin hả? Không, cái này là cây ghép anh. Cây ta, gốc nhớt. Nó thấy thấy gốc nó phải bằng ngón tay cái đây thôi. Là các bạn ghép mà nó liền cốt hết rồi. Ghép này gốc nhớt nó ghép. Nó ghép từ bé. Ba mùa rồi. Ghép từ bé nó liền cốt. Dạ. Đây là được đánh đánh tầng thông là rất ok, cây rất là chuẩn tầng thông các bạn ha. Dạ. Đây. Đây là cúc bi ha. À, đây chuẩn tầng thông. Rồi các bạn thích chơi tầng thông vậy lấy cây này về đánh tầng thông hay lắm. Mình chỉ có mỗi một câu cho cây ha. Nó liền cốt rồi. Cây này rồi. Thì cái cây nó cỡ bằng ngón tay cái, nó cao 65 và ngang 50. Cúc bi cúc cây bi. Số 16. Chào giá là. Chào giá là 650.000. 650.000. À, các bạn nào thích chơi tầng thông thì đây là một cây này rất là chuẩn, một cốt đâm thẳng lên trên, nhánh nó đâm đều bốn phía. Rồi, ok, xin mời em khác. Tiếp tục, em số mấy đây? Dạ, em số 17. 17. 17. Em số 17 này là dảo gai. Dảo gai. À, cây này thì mọi người thấy cái tàn nó quá dữ luôn. Nói cái hoành nó chỉ có hoành 10 thôi. Nhưng mà nó ghép đã mấy bò mà nó liền cốt hết rồi. Nó quá ung tùm mọi người. Đây, mọi người xem mọi người coi. À. Nó ngọn thôi, giờ rửa lên rửa coi phía trong. À, giờ trong ha. Trong trong ngoài nó ngoài ai cũng thấy rồi, tao chưa thấy phía trong thôi. Ngửa ngửa lên, ngửa ngửa về hướng các bạn, ngửa ngửa về hướng các bạn, ngửa về hướng các bạn, cái ngọn về hướng các bạn. À, em à, đây à, bé nó cũng đẹp lắm á. À, cái tay ông che hết trơn rồi. Giờ nó sùng quá, tay chà bá che hết của nhỏ rồi. Sùng quá rồi, rồi rồi, tại giờ lá nó nhiều, nó rậm quá, các bạn khó thấy chưa ta. Rồi. Cái này dảo gai ha. Cây này có cái kia có hoành 10 thôi, nhưng mà nó cao 70 mà bề ngang có 85 lận. Cây này đóng thùng cũng hơn mệt mỏi đây. Được chào giá là. Dạ, được chào giá là 850.000. 850.000, rồi cái giá rất là nhẹ ha. Giá rất là mềm. Cây nó quá tươi xanh tốt luôn. Rồi, ok. Rồi, xin mời em khác. Anh em là sở hữu cây này về Tết mỗi trên ha. Rồi. Cái gì mềm thì các bạn chê, chứ mai giá mềm là không chê tí nào, phải không? Rồi, bây giờ chúng ta qua cây số 10. 18 là bắt đầu đại lộc ha. Rồi, 8 cũng xin nói luôn, tất cả những cây này là đều có tiền bao ship hết rồi. Giá này là đã giá đã bao ship. Giá đã tính ship, có ship. Chỉ trả đúng số tiền rồi thôi ha. Chuyển chậu cho anh em luôn nha. Rồi. Thế có sao gửi hết thực vị cho anh em. Rồi, báo cáo thông số. Rồi, cây này là cây đại lộc. Có cái hoành 19, cao 70 và ngang 50. Hoành 19, cao 70 và ngang 50. Rồi, có giá là 1.350.000. 1.350.000. Bạn có tiền bao ship rồi. Đại lộc. Thấy không? Ok, xin mời khác. Rồi, em số 19. Em số 19 này cũng là đại lộc. Có cái hoành 18, cao 65 và ngang 65. Cũng có giá là 1.350.000, đã có tiền bao ship. Rồi, ok. Rồi, xin mời em khác. Rồi, em này là em số 20. Em số 20 có cái hoành 19, cao 67 và ngang 55. Rồi, được chào giá là? Được chào giá là 1.350.000. 1.350.000. Cũng đã có tiền bao ship rồi ha. Thế mình trả đúng số tiền thôi ha. Rồi, xin mời em khác.
số 21. Hẻm 21 này có đế đẹp ha. Đế giống như con gì á. Rồi, em 21 này có vành 18, cao 65 và ngang 65. Rồi. Rồi, em này được chào giá là 1.400.000. À, có tiền bao xếp? À, có tiền xếp, rồi, ok. Đã có tiền xếp trong này rồi ha. Xin mời em khác. Rồi, em số này, em số 22. Rồi, em số 22 này cũng bộ đế đẹp ha. Thì mọi người biết đó thì khi ship mà tấm vào ship á thì tấm gửi chậu luôn thì bên bưu điện người ta sẽ cộng cộng 1 nhân 2 nhân 3 hàng miếng, tầm ra số tiền ship mong ông Đông lưu ý ha, cái số tiền này là đã có vào ship rồi. Rồi, em này được báo cáo thông số chưa? Em này là có cái em số 22 này có vành 19, cao 65 và ngang 55. Vành 19, cao 65 và ngang 55. Cái chào giá đâu? Chào giá là 1.400.000. Chào giá là 1.400.000. Rồi, xin mời anh khác. Em giáng bài. Rồi, em số 23 cũng là đại lập ha. Rồi, em đại lộc này số 23 là có quần là 21, cao 63 và ngang 60. Quần 21, cao 63 và ngang 60. Được chào giá là 1.450.000. Đã tính tiền phí ship trong này rồi ha. Rồi, xin mời ông khác. Em này em số 24 cũng là đại lộc. Rồi, em số 24 này có cái hoành là 21, cao 67 và ngang 60. Rồi, được chào giá là? Được chào giá là 1.450.000. Em số 24 là đại lộc. Chào giá là 1.450.000, hoành 21 nha. Rồi, báo giá chưa? Dạ, báo giá rồi, 1.450.000. Xin mời em kế tiếp. Các em lần lượt xếp hàng lên sàn diễn. Em số 25 đại lộc. Chơi kỳ kiển ha. Khi nào mình thích là bao nhiêu, bí nhiêu là cũng mua. Mà khi không thích rồi cho cũng không lấy. Thậm chí còn chửi nữa đó. Đem về chặt nhà thôi. À, cây số 25 này là em đại lộc ha. Có cái hoành là 23, cao 70 và ngang 55. Rồi, em số 25 này được chào giá là 1.500.000. Đã có cộng tiền bảo ship này rồi ha. Rồi, xin mời em khác. Em này cũng là đại lộc, em số 26. Đó, có nhiều mình ta ghép nhiều móc bo nha mọi người. Thấy không xảy đâu, này kiểu chục móc bo luôn ấy. Móc bo ghép á. Rồi, em số 26 này có quành 23,
cao 67 và ngang 67. Rồi Tấm cũng xin nói rằng là cũng có nhiều anh em điện về hỏi Tấm là tháng này có nên trong lá hay không, thì Tấm cũng xin nói luôn, à đi xuống lá không thì Tấm cũng nói luôn, mình chỉ rong những cái lá ở dưới máy này ha, nó rộng rong xuống rộng. Để chi các bạn, thứ nhất là cái chu kỳ của cái lá mai này nó từ 7 đến 8 tháng là đã già, mình rong những lá dưới này hết đi để cho nó sẽ mọc một cái đợt mới lên đó, sau khi mọc lớn thì nửa bông nó sẽ chung quanh vòng vòng đây, à nó sẽ đều cây. Rồi đồng thời các bạn xịt thuốc, phân thuốc rồi nó ít tốn phân thuốc mà nó sẽ là cho thoáng cây nó sống rất là khỏe ha. Mà chúng ta không nên xuống lá hết nha, xuống lá hết nhiều cây nó ngập cây á, nó chết luôn á. Rồi em số 26 này có cái quành là 23, cao 67 và ngang 67, được chào giá là 1.500.000. Rồi ok, à, xin mời em khác. Em này là em số 27, em cuối cùng ha, cuối cùng của clip này. Rồi em này số 27, em của mình con thú này, con thú hai mầm ha, khá đẹp. Em số 27 cũng là đại lộc ha. Rồi em 27 đại lộc có cái hoành 21, cao 65 và ngang 65. Mình một em đang nằm, em thú đang nằm. Em số 27 được chào giá là bao nhiêu? Được chào giá là 1.500.000. Đã có tiền bao ship trong này rồi. Các bạn thân mến, em số 27 là được chào giá 1.700.000. 1.500.000 cũng là kết thúc cái chương trình báo giá ngày hôm nay, ngày 8 tháng 7 2020. Năm Thu rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì các bạn nhấp like, tiếng chuông bên phải màn hình ủng hộ kênh Thu Bonsai, cũng như là ủng hộ cái điểm bán mai vàng của anh Tám Bonsai các bạn ha. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ để Thu Bonsai và Tám Bonsai cùng nhau hợp tác và chia sẻ với các bạn những cái mẫu giống mai mới, lạ và rẻ phục vụ cộng đồng yêu cây mai vàng trên cả nước. Ê Tám ơi, chúng ta cũng phải nói lời chia tay với cô bác và anh chị thôi ha. Dạ, Tám xin cảm ơn tất cả các anh em từ Bắc Chí Nam luôn ha, đã ủng hộ cho Tám ba ngày tháng qua. Rồi cũng thương Tám cân nhắc là ủng hộ tiếp cho Tám nha. Rồi Tám xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp các bạn ha.